Nhân chuyến công tác tại tỉnh An Giang vào sáng nay, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác Trung ương đã thị sát tình hình sạt lở trên quốc lộ 91. Và trước tình hình sạt lở tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương khắc phục sự cố để người dân yên tâm đi lại trên tuyến đường này. Liên quan vụ sạt lở khiến cả mặt đường quốc lộ 91 đổ sụp xuống sông Hậu qua địa bàn tỉnh An Giang, sáng nay Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát khu vực sạt lở tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Là Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành cái dự án đường đường tránh ấy, 5 km với cái kinh phí là khoảng 250 tỷ đồng. Tránh qua cái đoạn sạt lở của quốc lộ 91 trước ngày 30 tháng 9 năm 2019 để đảm bảo an toàn về giao thông. Tại hiện trường, mặt đường nhựa của tuyến quốc lộ 91 đã bị dòng nước sông Hậu cuốn trôi, ăn vào sát mép sân và nhà của người dân. Một tiếng thật là lớn, ầm 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 luôn. Vậy đó, từ đầu trên tới đầu dưới luôn, nó đi từ từ đi, một cái lượt một hết trơn. Sóng rồi là nó tạt lên bờ luôn. Làm báo lộ luôn, quá sợ, lúc đó cô run lắm, cô sợ dữ lắm. Trực tiếp đến khảo sát tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định tình hình sạt lở nguy hiểm tại quốc lộ 91 vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo. Phải có những cái giải pháp phù hợp và giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xem xét tổng hợp. Từ cái nguồn dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách trung ương 10.000 tỷ đồng về phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu để cho tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định theo quy định của luật đầu tư công và luật ngân sách nhà nước. Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành tuyến đường vào cuối tháng 9 này để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.